Chào mừng các anh em đã quay trở lại với video hôm nay. Để chào mừng bộ mặt mới của X-Studio, đội ngũ phát triển kênh sẽ gửi tặng tới các anh em một số món quà hấp dẫn là mã giảm giá trực tiếp sản phẩm hot đang có mặt trên nhà kho X, giảm tới hàng triệu đồng. Máy tính siêu nhỏ gọn mini PC chơi game ngon tích hợp bàn phím của HP giá chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng đúng sự kiện sẽ chúc anh em vui vẻ. Bây giờ sẽ là các thông tin mới nhất đã xuất hiện trong ngày hôm nay. Chào mừng anh em đã quay trở lại và trong video này, chúng ta tiếp tục đến với mục đánh giá sản phẩm là đây sẽ lại là một món đồ khá hay ho mà mình xúc được từ kho hàng của mấy anh bạn nước ngoài. Sản phẩm này là một mẫu đồng hồ thông minh khá mới đến từ thương hiệu Rockbit mang tên Rockbit Tang M1. Đây là một trong những mẫu smartwatch đầu tiên của hãng Rockbit hướng đến thị trường smartwatch siêu bền thay vì các mẫu mã học tập các thương hiệu thời trang kiểu như Apple Watch như trước đây. Hiện tại thì anh em có thể tham khảo mã giảm giá kịch sàn cho con hàng này với giá bán cuối cùng chỉ loanh quanh 500 đến 600 nghìn mà thôi trên trang thương mại điện tử Banggood. Ngay bây giờ sẽ là đánh giá chi tiết về sản phẩm cho anh em dễ hình dung trước khi giúp ví bốc con hàng này về. Về thiết kế của chiếc Tang M1, có thể nói chiếc đồng hồ này đúng chuẩn nồi đồng cối đá. Phần mặt đồng hồ với viền kim loại kết hợp cao su cứng và màn hình chìm vào trong viền giúp gia tăng khả năng chịu lực. Máy dùng dây cao su silicon 26mm với một điểm khá khác biệt là sử dụng chốt cài và ốc để bắt vít vào khung đồng hồ, nên là việc tìm dây đeo phù hợp để đổi gió sẽ khá mất thời gian cũng như là kích thước lớn nên sẽ phù hợp với các anh em cánh mày râu hơn là chị em phụ nữ. Về chi tiết thiết kế, phần mặt đồng hồ dạng bát giác và có các nút điều khiển ở cạnh bên. Bao quanh màn hình là toàn bộ viền kim loại pha cao su rất dày dặn. Phần mặt dưới đồng hồ, như mọi khi sẽ là nơi đặt chân sạc và cảm biến nhịp tim cùng một số cảm biến đo sức khỏe khác. Thiết bị hỗ trợ tiêu chuẩn chống nước, bụi IP69 và đặc biệt là chuẩn kháng lực của quân đội Mỹ khá là cao cấp nên anh em có thể yên tâm cầm con hàng này đi bơi lội, dầm mưa hay quang quật đều được. Về màn hình, chiếc Tang M1 chắc chắn là một trong những smartwatch siêu bền giá rẻ có màn hình đẹp so với mặt bằng chung, với kích thước 1,45 inch IPS LCD cho khả năng hiển thị rộng rãi, độ phân giải đạt 360x360 pixel đủ để hiển thị thông số chi tiết một cách sắc nét. Màn hình đồng hồ có độ sáng khá cao với nhiều cấp độ, ở cấp cao nhất cho khả năng nhìn tương đối rõ dưới trời nắng gắt. Và bình thường mình cũng chỉ để ở khoảng 30% là đủ dùng rồi. Bên cạnh đó, màn hình của máy cũng hỗ trợ thông báo tiếng Việt có dấu đầy đủ nên anh em không cần phải lo sợ lỗi phông khi xem thông báo. Anh em có thể bật màn hình bằng cách lắc cổ tay hoặc ấn nút nguồn đều được. Về điểm trừ thì màn hình của chiếc M1 không phải tấm nền OLED nên không hỗ trợ luôn bật, cũng như chỉ hỗ trợ tần số quét dưới 60Hz nên vút trượt chưa được bật mà như một số mẫu Halo đến từ Xiaomi. Cũng như điểm đáng tiếc là phông thông báo tiếng Việt chưa thực sự đồng bộ với phông của hệ thống nên sẽ đôi khi có hiện tượng xiên xẹo ký tự, nhưng dù sao thì vẫn đọc được khá ổn. Về tính năng thì chiếc M1 được chạy trên nền tảng phần mềm khá thông dụng và cách điều khiển tương tự Google OE. Máy hỗ trợ điều khiển cử chỉ với màn hình Home làm trung tâm, vuốt lên, xuống, trái, phải để truy cập cài đặt nhanh, truy cập menu ứng dụng nhanh, xem thông báo hay để truy cập các chức năng chính gồm đo năng lượng tiêu hao khi đang chạy, đo thời gian ngủ, đo nhịp tim, đo huyết áp, theo dõi vận động, xem thời tiết hoặc điều khiển nhạc trên điện thoại. Phần mặt đồng hồ bao gồm cho phép bạn chọn khá nhiều loại mặt đồng hồ khác nhau, các chức năng sức khỏe như nhịp tim hay huyết áp thì sẽ phụ thuộc vào cảm biến và theo đánh giá, cảm biến của đồng hồ hoạt động với độ chính xác ổn, có thể dùng tham chiếu làm dữ liệu sức khỏe được. Bên cạnh đó, chiếc M1 còn hỗ trợ gọi Bluetooth nên anh em có thể xài để nghe gọi với âm lượng to rõ hay làm loa Bluetooth cũng được hết. Chất lượng âm thanh của máy nhìn chung là tốt với âm lượng nghe gọi to rõ không bị rè. Tuy nhiên do thiết kế micro thiếu tính năng lọc ồn nên đôi khi đầu dây bên kia sẽ bị lẫn tạp âm nhiều, gây ra hiện tượng nhiễu, chói khá khó chịu. Đối với khả năng đồng bộ dữ liệu và thông báo thì chiếc M1 này cho phép đồng bộ thông qua một ứng dụng mang tên FitCloud Pro, rất dễ tìm trên Google Play hoặc App Store. Kết nối được thiết lập thông qua Bluetooth và nhìn chung là kết nối nhanh, không mất nhiều thời gian chờ. Các dữ liệu được đồng bộ trực tiếp bao gồm bước chân, số giờ ngủ, nhịp tim, huyết áp, tùy biến mặt đồng hồ. Để có thể đồng bộ thông báo qua hai thiết bị với nhau thì bạn cần tùy chỉnh trong mục thông báo tin nhắn của ứng dụng, sau đó cấp quyền truy cập cho các ứng dụng mà đồng hồ hỗ trợ như hiển thị cuộc gọi, SMS, WeChat, QQ, Facebook v.v. Nhìn chung, theo đánh giá thực tế thì tốc độ truyền thông báo là khá nhanh, kể cả khi nhận cuộc gọi thì thời gian delay cũng không đáng kể, chỉ trên dưới 1 giây mà thôi. Có một điểm hơi đáng tiếc là chiếc M1 không hỗ trợ GPS riêng mà cần phụ thuộc vào kết nối với điện thoại để vạch quãng đường hoạt động, nhưng như vậy cũng tốt vì không có GPS sẽ giúp máy có thời lượng pin rất ngon ăn mà mình sẽ đề cập ngay bây giờ. Cuối cùng là thời lượng pin, phải nói rằng đây thực sự là chiếc smartwatch có pin khá trâu. Với dung lượng pin 680mAh thì theo nhà sản xuất, đồng hồ có thể trụ được tới 75 ngày ở trạng thái offline hoặc xài liên tục vẫn trụ được tới 15 ngày. Đây chính là con đồng hồ có trạng thái chờ lâu nhất trong tầm giá hiện nay. Theo thử nghiệm thực tế thì kể từ khi mình nhận được thiết bị này đến giờ là khoảng gần 1 tuần rồi. Với tần suất sử dụng khoảng 1 tiếng mỗi ngày để cho mục đích thể dục và đo sức khỏe thì đến giờ, máy vẫn còn gần 70% pin, tức là nếu để chờ thì có lẽ phải đến hơn 1 tháng với chiếc đồng hồ này là hoàn toàn có thể. Nhìn chung, chiếc M1 có thể coi là một chiếc smartwatch rất thú vị, đáng tiền khi xét trong tầm giá của một thiết bị siêu bền giá rẻ. Dĩ nhiên, nó sẽ khó phù hợp với các anh em trong hội sang chảnh hoặc chị em phụ nữ vì thiết kế lớn, sần sùi hơi kén người dùng. Nhưng đối với tập khách hàng ngách mà nó hướng đến trong phân khúc là mấy anh thợ hầm mỏ, các bạn vượt thủ hay đơn giản là con trẻ hiếu động. Hoặc đơn giản nữa thì mình tin rằng, với mức giá dễ mua như thế này, chiếc smartwatch này đã làm tương đối tốt.